Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, người ta thường có câu: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Bởi vậy, tất nhiên khi đối diện với bọn Mỹ Ngụy hung ác và tàn bạo thì phía ta cũng phải đề phòng, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí đôi khi phải dùng những mưu kế để thắng đội quân hung tàn, khiến chúng phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Câu chuyện về cuộc trao trả tù binh năm 1973 là minh chứng sống còn cho điều đó. Khi bọn Mỹ Ngụy định lật lọng trong vụ trao trả tù binh theo Hiệp định Paris, phía ta phải nghĩ cách gian mặt, thậm chí là thao túng tâm lý để chúng biết sợ mà làm đúng theo hiệp định. Vậy câu chuyện trao trả tù binh năm 1973 đã diễn ra như thế nào? Có bí mật gì về việc lật lọng của Việt Nam Cộng Hòa chưa được tiết lộ? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, từ lâu chúng ta đã biết đến Mỹ Ngụy là những kẻ độc ác, man dợ. Chúng không từ một thủ đoạn gì để cướp nước ta. Không chỉ vậy, đến lúc thua rồi phải ngồi bàn ký Hiệp định Paris, nhưng chúng vẫn không tuân thủ theo hiệp định, tìm cách lật lọng vụ trao trả tù binh. Cụ thể, vào đêm ngày 11 tháng 2 năm 1973, nhận được thông tin tại trại giam Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai, không trao trả hơn 900 tù binh theo nghị định thư trao trả tù binh đã ký tại Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đồng chí Trần Văn Trà, trưởng đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, liền triệu tập cuộc họp. Sau khi bàn bạc, đồng chí Trần Văn Trà kết luận có hai khả năng: địch phá hoại hoặc anh em ta không tin có việc trao trả tù binh nên mới yêu cầu gặp đại diện phái đoàn ta. Đồng thời thống nhất cử đồng chí Vũ Bình, phụ trách đoàn cán bộ và một số phóng viên đến trại giam Tam Hiệp để giải quyết tình hình. Trưa ngày 12 tháng 2 năm 1973, khi phái đoàn của ta đến trại giam Tam Hiệp thì tên Phong, giám đốc trại giam, bao biện rằng hắn đã cho sĩ quan tâm lý chiến xuống trại nói về việc trao trả tù binh. Nhưng các tù binh không đi và yêu cầu được gặp đại diện phái đoàn của ta. Thật sự đó chỉ là những cái để lừa trẻ con, chứ không đời nào các chiến sĩ của ta không muốn thoát khỏi nơi tù ngục đó. Hơn nữa, ở trong đó các chiến sĩ đã bị tra tấn đến mức thừa sống thiếu chết. Vậy thì có lý do gì mà các anh không muốn được trở về? Tất nhiên phái đoàn của ta cũng thừa hiểu và không chấp nhận sự bao biện đó. Phái đoàn của ta lập tức cứng rắn, yêu cầu phía tại trại giam phải thực hiện nghiêm túc các nội dung theo văn bản đã ký tại Hiệp định Paris. Nếu không thì các tù binh Mỹ cũng sẽ không được trao trả. Chỉ cần nghe đến đó, bọn giám đốc trại giam đã tái mặt. Lúng túng trước sự giằn mặt của phái đoàn ta, sau một lúc thi thầm trao đổi, mấy tên trong ban giám đốc trại giam nhất trí trao trả theo yêu cầu của ta. Đề phòng bọn chúng lật lọng, đánh cháo, trưởng đoàn Vũ Bình yêu cầu 12 tù binh có mặt đối chứng trước đó và đoàn công tác đứng xen kẽ để chụp ảnh kỷ niệm. Phía trại giam đã thực hiện trả gọn từng trại, người ốm nặng cho đi trước, xe ô tô đưa đoàn ra sân bay không được cắm hoặc sơn cờ ba que. Chiều cùng ngày, 27 tù binh Mỹ ở Lộc Ninh, Bình Phước được phía ta trao trả. Điều đặc biệt là những tù binh Mỹ tỏ ra lưu luyến khi từ biệt vì hành động nhân đạo, chính nghĩa của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đối với họ. Bởi thực sự khi ở trại giam của phía ta, lính Mỹ được ăn sung mặc sướng, hơn nữa cán bộ còn rất tình cảm. Đó cũng là chính sách nhân đạo của phía ta khiến địch phải nể phục. Khi đó một tù binh đã nắm tay bác sĩ Việt Nam, xúc động nói to: đây là ông bác sĩ giải phóng, vị cứu tinh của tôi. Nếu không có ông thì tôi đã chết vì vết thương rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này. Ngoài ra, về câu chuyện trao trả tù binh vào 50 năm trước, ông Lương Chí Hiền, nay đã 96 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị, chính trị viên tỉnh đội Quảng Trị, nhận lệnh công tác mới làm trưởng đoàn trao trả tù binh phía Việt Nam. Sau nhiều năm, ông đã tiết lộ câu chuyện trao trả tù binh vô cùng xúc động này. Ông kể: khi đó giúp việc cho ông có một phó đoàn và 18 người khác. Ngoài đoàn công tác còn có nhiều đơn vị phụ trách tiếp đón, hậu cần, văn nghệ. Vị trí được chọn là bờ bắc sông Thạch Hãn, cách quốc lộ 1 hiện nay khoảng 0,5 km. Ông Hiền nhớ lại, khu vực này đầy cỏ dại, lau lách tùm. Việc đầu tiên là rà phá bò mìn, sau đó dựng lều trại dã chiến. Quân dân Quảng Trị cùng sư đoàn 325 chuẩn bị cổng chào, băng cờ, khẩu hiệu, lán trại, bệnh xá. Tất cả đều làm việc khẩn trương với tâm thế sẵn sàng đón đồng đội trở về. Năm nhà bạt được dựng lên là nơi làm việc của năm phái đoàn gồm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ năm 69 đến năm 76, Việt Nam Cộng hòa, Mỹ và Ủy ban Giám sát Quốc tế. Có một hội trường lớn làm nơi hội họp, liên hoan, văn nghệ chung cho các đoàn. Cách khu vực trao trả khoảng 5 km về phía Bắc là nơi đón tiếp, trung chuyển cán bộ, chiến sĩ. Trước khi trao trả chính thức, các bên gặp nhau họp bàn phương thức làm việc. Ông Hiền đề xuất mỗi ngày bàn giao mỗi bên một đại đội, khoảng 100 người, tù binh quân sự đi trước, tù chính trị theo sau.
ngày 12 tháng 3 năm 1973, trao trả tù binh đợt đầu tiên. Đầu giờ sáng, các bên bàn giao danh sách tù binh cho nhau để kiểm tra. Ông Hiền cũng thông báo thời tiết để các đoàn chuẩn bị. Tại bãi đất ở bờ nam sông Thạch Hãn, Việt Nam Cộng Hòa dùng cano chở tù binh sang sông. Mỗi chuyến khoảng 20 người. Nhiều chiến sĩ gầy còm, ốm yếu không thể đi lại. Khi cano cập bờ, lực lượng tiếp đón ùa xuống. Hai người dìu một chiến sĩ lên bờ nghỉ ngơi, thay quần áo. Tương tự, tù binh Việt Nam Cộng Hòa được bàn giao từng tốp, trở sang bờ nam bằng cano và được tặng quà gồm sách vở, bút máy. Giữa buổi, các đoàn giải lao 20 phút. Mình chuẩn bị nước, trà, bánh kẹo từ miền Bắc đưa vào, biểu diễn văn nghệ chung cho các đoàn ở hội trường Thống Nhất. Ông Hiền kể và cho rằng việc này giúp tạo không khí cởi mở giữa các đoàn, vốn nhiều năm ở hai đầu trên tuyến. Cuối ngày, các bên đọc to danh sách, ký và bàn giao biên bản. Những ngày đầu, phía Mỹ cho máy bay trực thăng quân thảo ở khu vực trao trả, vi phạm Hiệp định Paris. Ông Hiền và phái đoàn Việt Nam đã lên án, yêu cầu phía Mỹ xin lỗi và chấm dứt vi phạm. Sau đó họ không dùng máy bay trinh sát nữa. Ngược lại, ở bờ Nam, thỉnh thoảng cán bộ chiến sĩ cũng nôn nóng, gây ồn ào, buộc ông Hiền hoặc phó đoàn đi thuyền sang trấn an. Cuối tháng 4 năm 1973, việc trao trả kết thúc. Các bên đều vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ. Phía họ không trà trộn, phản động vào quấy phá. Phía ta nhận lại nhiều cán bộ cột cán. Ông Hiền cho hay, là một trong những tù binh được trao trả, ông Mai Văn Lớp, 79 tuổi, trú huyện Hải Lăng cho hay, năm 1970, khi đang là bộ đội địa phương, làm nhiệm vụ ở Nam Hải Lăng thì bị phục kích, giam giữ ở Phú Quốc. Thực thi Hiệp định Paris, sáng ngày 26 tháng 3 năm 1973, ông cùng nhiều bạn tù lên máy bay C-130 đến sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế, sau đó trung chuyển ra bờ nam sông Thạch Hãn. Sau mấy năm bị giam cầm, nhìn thấy cơ giải phóng, chúng tôi rất phấn chấn. Biết chắc mình còn sống trở về với quê hương và gia đình. Ông Lớp kể, lên cano qua sông, ông cũng như nhiều người, cởi áo quần tù binh vứt lại, chỉ mang mỗi chiếc quần cộc. Nhiều người xúc động, vừa cười nói, vừa khóc mếu máo. Đến tối khi trở về hậu phương cách khu vực tiếp đón khoảng 5 km, ông Lớp gặp lại anh em đơn vị cũ, gia đình từng giúp đỡ trong chiến tranh. Mọi người ôm nhau khóc, ôn lại chuyện cũ, hàn huyên suốt đêm. Sáng hôm sau tất cả lại bịn dị chia tay, ông theo đoàn ra phía Bắc an dưỡng. Cũng có rất nhiều cha mẹ, vợ con đến chờ đợi nhiều ngày để được gặp lại người chồng, người con sau bao năm bị tù đầy xa cách. Nhưng không ít gia đình nhận tin dữ, người thân hy sinh khi chiến đấu trong tù. Ngoài ra trong cuộc trao trả tù binh này còn có những câu chuyện vô cùng cảm động khác, được nhiều nhân chứng kể lại. Chúng tôi xin được phép trích lại từng câu chuyện như sau. Cuối năm 2017, tình cờ tôi cùng phòng điều trị bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Qua chuyện trò được biết, ông Trần Huynh, cấp bậc đại úy, chức vụ chính trị viên đoàn văn công, Bộ Tư lệnh Hải quân được điều đến biểu diễn phục vụ tù binh, tù chính trị, quân chiến thắng trở về tại điểm trao trả phía Bắc sông Thạch Hãn cách đây 44 năm. Đầu tháng 3 năm 2018, tôi tìm gặp ông Trần Huynh, trú phường Thanh Khê Tây, thành phố Đà Nẵng. Khi biết nội dung cần trao đổi, ông kể, điều cảm động sâu sắc khó quên của tôi là quân chiến thắng trở về. Khi xuống thuyền để về Bắc sông Thạch Hãn, đều cởi bỏ quần áo dài, chân không giày dép, không mũ. Nhiều người bị thương tật phải chống nạng gỗ, thân thể gầy còm ốm yếu, trên thân mang nhiều vết thương tím bầm, chứng tỏ trong trại giam bị quân địch tra tấn dã man. Quân chiến thắng trở về, khi sang gần bờ Bắc đến nhảy ùa xuống dòng sông, cảm động vui mừng ôm trầm, nắm chặt tay bộ đội và du kích địa phương. Trong đó có cả các bà mẹ, người vợ chờ đón chồng con mình. Tiếp theo, anh em ta được đưa về nơi tiếp đón, nhận quân tư trang, ăn uống, nghỉ ngơi, viết thư gửi về gia đình. Tôi đến xem văn công biểu diễn hoặc xem chiếu phim màn ảnh rộng. Thế nhưng tù binh Việt Nam Cộng Hòa phía ta trao trả được trang bị đầy đủ bộ quần áo dài mới, giày dép, túi sách, mũ đội, quà lưu niệm với những hành động, việc làm thiện cảm để lại ấn tượng tốt đẹp với tù binh của đối phương. Tại khu vực trao trả, các bên qua lại bình thường để tiến hành công việc trao trả. Khi các bên đang thống nhất danh sách trao trả tiếp trong ngày, một trung úy Việt Nam Cộng Hòa liều mình băng qua bãi mìn chưa được tháo gỡ, chạy về vùng giải phóng của ta. Sau đó tôi và một sĩ quan đặc công đưa được người này về, giao cho đoàn quân sự bốn bên. Tại đây một người trong đoàn quân sự hỏi, tại sao ông lại liều lĩnh chạy qua bãi mìn chưa được tháo gỡ như vậy? Viên trung úy trả lời, tôi biết chạy về phía các ông sẽ được an toàn, cho dù biết là dưới bãi đất trống đó có bom mìn, bởi tôi đã từng tham chiến tại thành cổ này. Nếu không may chết thì được chết tại quê hương mình Quảng Trị, nhưng nếu còn sống thì tôi cũng không còn tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến phi nghĩa này nữa. Hay như ông Huỳnh Văn Cang, 6 năm tù đầy tại Côn Đảo, hội viên hội tù yêu nước quận Sơn Trà, trú phường An Hải Tây kể.
khi đưa chúng tôi ra điểm trao trả tại sông Thạch Hãn, anh em tìm gặp, hội tụ được 62 người cùng quê Quảng Đà, một số tại Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế. Đấu tranh không trao trả tại đây mà phải đưa về trao trả cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Đà Nẵng. Biết không thể ép buộc được chúng tôi, nên đối phương đã dùng máy bay L-130 đưa về sân bay Đà Nẵng. Đáp xuống sân bay vào ban đêm, đối phương dùng xe tải đưa chúng tôi về ty cảnh sát Gia Long và trại huấn luyện quân Mỹ tại Thanh Bổ, Đà Nẵng. Sáng hôm sau, tên thiếu tá trưởng ty cảnh sát Gia Long đến nói: "Các ông phải chờ người của phía các ông đến mới trao trả được." Đồng thời đưa vào các phòng có khóa, nhưng chúng tôi nhất định không vào mà tiếp tục ở ngoài sân đấu tranh. Anh em chúng tôi họp bàn, thống nhất không để đối phương trao trả lẻ, từng tốp, tốp nhỏ, sợ bị đưa đi thủ tiêu, bắt phải được trao trả cho mặt trận. Lợi dụng sơ hở đó, một số anh em ta trốn ra chợ Hàn, chợ Côn, các nhà dân gần đó nhờ viết truyền đơn giải trên đường phố. Nội dung trong đó có tên, nơi giam giữ để người nhà, bạn bè biết và không quên lời dặn, khi đi nhớ mang theo áo quần dài cho chúng tôi. Khoảng 8 đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, người nhà, bạn bè và nhân dân kéo đến chợ đường phố, trước sân ty cảnh sát Gia Long, trại huấn luyện quân Mỹ tại Thanh Bổ. Lợi dụng lúc đó, anh em chúng tôi cởi bỏ quần áo dài, kéo nhau vượt qua cổng gác chạy ao ra đường phố nhập vào đám đông, mặc quần áo dài do người thân mang theo lên xe Honda, xe Lam về nhà. Những người quê Quảng Ngãi, Huế được bạn bè, nhân dân và các cơ sở hoạt động bí mật trong nội đô thành phố đến đón. Trước cảnh tượng như vậy, quân địch chỉ biết bắn chỉ thiên lên trời, rú còi điều quân, điều xe inh ỏi. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, không còn cách nào ngăn cản lại được. Vì chúng tôi đoán biết đối phương không dám nổ súng vào đám đông. Nếu nổ súng thì giết hại nhân dân và vi phạm Hiệp định Paris. Dù phải chịu đựng tra tấn cực hình tàn ác của bọn cai ngục, nhưng các cán bộ, chiến sĩ, tù chính trị tại Côn Đảo, tù binh tại Phú Quốc và các nhà tù khác vẫn trung thành tuyệt đối với cách mạng, với Tổ quốc. Không bao giờ phản bội, xưng khai. Đoàn kết đấu tranh vạch mặt quân thù, bảo vệ lẽ phải, giành lại tư thế hiên ngang của đội quân chiến thắng trở về. Anh em thân mến, vào tháng 3 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, cuộc trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và Mỹ Ngụy được triển khai đồng loạt trên các địa điểm tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị, Lộc Ninh, Tây Ninh và nhiều nơi khác tại miền Nam, trong đó có Đà Nẵng. Nhắc đến dòng sông Thạch Hãn, tôi nhớ lại đến câu thơ nổi tiếng: "Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 hòa sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm." Ngày 12 tháng 3 là đợt đầu tiên trao trả tại sông Thạch Hãn. Tại trạm trao đổi sẽ có danh sách tên của mỗi tù binh nhằm xác định số thứ tự ngày bị bắt, ngày sinh và tên cha mẹ theo từng người. Ai qua kiểm tra thì được chuyển đến các lều mới để nhận áo quần. Gần cuối danh sách, mọi người nghe sướng tên: Nguyễn Văn Thương, quê quán Thừa Thiên, 46 tuổi, y tá đông y, bộ đội địa phương Châu Đốc, bị bắt ngày 17 tháng 2 năm 1970. Lúc này một người đàn ông đứng tuổi, dáng cao gầy, tạc phòng có vẻ luộm thuộm, uể oải hô: "Có!" Rồi lững thững đi lên bờ Bắc. Khi bọn lính đánh thuê Việt Nam Cộng Hòa đang ngơ ngác nhìn người lính tù binh, được cho là y tá đông y đó, thì cách đó vài chục mét, một chiếc xe Comanca, đây là dòng xe quân sự của Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam, đã đợi sẵn ông Thương. Khi người đàn ông tên Thương đó vừa đến, liền được hân hoan đón lên xe và chiếc xe nổ máy nhanh chóng rời khỏi khu vực trao trả. Bọn lính lúc này, thằng nào thằng đấy, mắt chữ O mồm chữ A. Rốt cuộc tên y tá đó là ai mà được quân giải phóng chào đón nồng nhiệt như vậy cơ chứ? Trong khi mấy tên ngu học đó không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, thì tên viên trung tá, đoàn trưởng trao trả phía Việt Nam Cộng Hòa bỗng ngẩn người. Hắn tức tối vừa đi vừa lẩm bẩm, chửi tục theo đoàn xe đã vụt mất: "Trả tiền nhân chúng mày, thế là để lọt mất một tên cỡ bự rồi." Lúc này hắn cay cú vì nhận ra cú lừa đau đớn hơn cả hoạn mà quân ta đã cố tình gài bẫy. Thế nhưng việc Việt Nam Cộng Hòa nhận ra thì cũng quá muộn rồi, bởi chiếc xe chở theo người đàn ông kia đã an toàn cao chạy xa bay. Tiết lộ với anh em, sĩ quan quân giải phóng cỡ bự mà tên đoàn trưởng Việt Nam Cộng Hòa đó nhắc đến chính là Thượng tá Trần Văn Trân, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 1 của Bộ Tư lệnh Miền. Để biết được Thượng tá Trân của ta đã làm gì để có thể đánh lừa được bọn Mỹ Ngụy tiến đến mức sái cổ như vậy, thì anh em cứ bình tĩnh ngồi xuống, nghe tôi kể về vị sư đoàn trưởng thông minh và tài tình này nhé. Sư trưởng Trần Văn Trân của chúng ta sinh ngày 1 tháng 5 năm 1927 tại Thừa Thiên, tham gia quân đội từ tháng 8 năm 1945. Lúc mới vào bộ đội, ông làm nhiệm vụ đầu tiên là một chiến sĩ chăn ngựa cho đồng chí trung đoàn trưởng. Sau này chính đồng chí trung đoàn trưởng lại là bố vợ thân yêu của ông. Lúc phong quân hàm lần đầu tiên năm 1958, cả hai bố con đều là trung tá.
từ chiến sĩ chăn ngựa vào chiến đấu. Ông lần lượt qua các chức tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn trong kháng chiến chống Pháp. Các nước thang được thử thách đã tôi luyện cho ông một bản lĩnh vững vàng trong cuộc đấu trí với bọn giàn áp khét tiếng. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, ông vào miền Nam chiến đấu, xuất sắc trở thành là sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh 1, chủ lực của quân giải phóng miền Nam. Vào Nam Bộ, đồng bào thường gọi ông bằng tên thân mật gần gũi là Ba Chân. Năm 1970, sư đoàn trưởng Trần Văn Trân được lệnh cơ động xuống đồng bằng, chiếm lại vùng Bảy Núi, An Giang. Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, một bộ phận từ biên giới Campuchia vượt sông đi trước. Còn ông cùng mấy anh em trinh sát và một trung đội đi nghiên cứu chiến trường, chuẩn bị tác chiến. Hôm đó, quân địch lùng sục gắt gao. Trên trời máy bay, dưới sông cano quần đảo liên tục, phía trước dọc kênh Vĩnh Tế, Châu Đốc, An Giang, cứ cách 1 km lại có một trạm gác của lính bảo an dày đặc. Chờ mãi đến sẩm tối, nghe tiếng cano thưa dần, sư trưởng Trần quyết định vượt kênh. Lúc này ông nhìn giống y hệt một người nông dân thực thụ, mặc một chiếc quần xà lòn, áo ba ba cộc tay, đi dép dầu, dẫn đầu sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn, gồm thông tin, trinh sát, vệ binh, tham mưu, tác chiến, tất cả khoảng 30 người trang bị gọn nhẹ, lặng lẽ vượt kênh Vĩnh Tế. Khi cả đoàn vừa bơi qua kênh sang bờ phía nam thì lọt vào ổ phục kích của địch. Lực lượng của chúng có một tiểu đoàn bảo an, một giang đội hải thuyền gồm 4 chiếc tàu bò bò, hoạt động trên kênh Vĩnh Tế. Một biên đội trực thăng vũ trang HU-1A soi đèn bắn phá quân ta. Trong trận chiến không cần sức này, chỉ có 5 người chạy thoát, còn phần lớn anh em đã bị địch bắt hoặc hy sinh. Sau khi đã bắn hết 2 băng đạn súng ngắn K-54, thấy đồng chí quân y sĩ nằm cạnh mình đã hy sinh, biết khả năng sẽ bị bắt giữa mênh mông sông nước, với sự nhạy cảm vốn có khi đối phó với các tình huống khốn nguy trong trận đấu, ông bà vứt khẩu súng ngắn của mình ra xa và nhanh chóng đỡ lấy chiếc túi quân y để biến mình thành người tù binh quân y. Quặc vội túi thuốc quân y của đồng chí y sĩ vào người, rồi cùng một số anh em còn lại chạy băng về phía Bảy Núi. Một toàn lính Việt Nam Cộng Hòa đã đón lõng sẵn, bắt được 8 anh em của ta, trong đó có sư đoàn trưởng Ba Chân. Chúng thu được trên người ông một khẩu CKC, một túi y tá có cao hổ cốt, cao khỉ với giấy tờ mang tên Nguyễn Văn Thương, thượng sĩ đồng ủy. Hôm sau, tên đại úy quận trưởng tri tôn của bọn Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, đích thân gặp số anh em của ta vừa bị bắt để thẩm vấn. Thấy ông Ba Chân lớn tuổi nhất, hắn hỏi họ tên, tuổi, quê quán, chức vụ, cấp bậc, đơn vị. Ông Ba bình tĩnh nói to, như thể để tất cả đồng đội cùng nghe lời khai của mình, để phối hợp nhịp nhàng và khôn khéo. Tôi tên là Nguyễn Văn Thương, 42 tuổi, quê ở Thừa Thiên, làm y tá đông y của đại đội địa phương tỉnh đội Châu Đốc, là cán bộ tiểu đội bậc trưởng, tường đường, thượng sĩ. Sở dĩ ông khai vậy là vì trước khi tham gia cách mạng, ông đã học lỏm được số ít bài thuốc nam do người chú họ làm nghề thầy lang chỉ dẫn cho. Bố ông cũng thường chữa bệnh cho vợ con bằng các thứ cây cỏ có sẵn trong vườn. Với lại khi bị bắt, chính ông đeo chiếc túi thuốc của đồng chí y tá. Đúng là cái đầu của người chỉ huy cao cấp, nhưng vốn dĩ bản chất quân đội nhân dân Việt Nam là thế đấy. Như lời Bác Hồ kính yêu nói với cán bộ, chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, đó là với địch cương quyết, khôn khéo, như thế mới là bản chất muôn đời của bộ đội Cụ Hồ. Nhìn người tù binh dáng cao, gầy, da ngăm đen, ăn mặc hệt như một ông nông dân, không có dáng vẻ gì là một viên chỉ huy. Và khi bị bắt, trên vai còn đeo một túi thuốc quân y có hình chữ thập đỏ. Tên quận trưởng bán tín bán nghi, quay sang thẩm vấn những tù binh khác. Chúng tra hỏi một số anh em bị bắt cùng ông đêm đó. Rất đáng mừng, đó đều là những đồng chí kiên trung và tất cả anh em đều xác nhận như vậy. Mặc dù họ biết rất rõ lý lịch của vị chỉ huy của mình. Vậy mới thấy tinh thần đoàn kết trong mọi hoàn cảnh của các anh bộ đội Cụ Hồ thật là đáng tự hào. Khi bị thẩm vấn xong, ông và một số anh em bị bắt được chuyển về nhà lao của tỉnh. Một thời gian sau đó chuyển về giam ở Cần Thơ và một số nhà giam khác. Đến đâu khi bị thẩm vấn, ông bà cũng chỉ nói vậy. Tất nhiên bọn quản lý trại giam cũng có lần nghi vấn về ông. Một người đã lớn tuổi, sao chỉ là cấp tiểu đội. Từ trại giam này đến trại giam nọ, bọn triệu hồi bằng mọi thủ đoạn vẫn luôn soi vào tên tù binh thượng sĩ đồng y với bao ngờ vực và thử thách. Nhưng chính vị sư trưởng của ta đã khôn khéo và bản lĩnh, làm xóa tan mọi nghi ngờ của bọn cầm đầu Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này để làm cho địch tin tưởng mình là một người quân y, ông đã phát huy tất cả những vốn hiểu biết về thuốc nam để chữa bệnh cho anh em và cho cả các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng thân nhân của họ. Sau vài lần thể hiện khả năng của mình, bọn địch đã bớt nghi ngờ về ông hơn. Từ việc chữa trị kẻ lở cho tù binh theo yêu cầu của tên cai ngục trước khi cấp trên xuống kiểm tra, đến việc điều trị cho một loạt tù cảm cúm khi bị chúng nhốt nhiều đêm ngoài trời rét. Với những bài học sơ đẳng mà ông đã cùng anh em quân y điều trị cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp
thiếu thốn trên chiến khu Dương Hòa, Ba Lòng đã đem lại kết quả thực sự, gây được lòng tin của bọn quản tù. Một tình huống khá hóc búa khi tên giám thị trại giam nhờ ông Trân châm cứu cho vợ nó bị bệnh thần kinh tọa. Và món này thì ông hoàn toàn chưa làm bao giờ, sau cùng thì ông lại dở bài thuốc nam đã học được là châm ngải cứu với viên gạch nung nóng, quả nhiên bệnh thuyên giảm. Tuy nhiên bọn tâm lý chiến vẫn nghi ngờ vì sao một thượng sĩ đông y mà mặt mày lại sáng sủa, đôi mắt quắc thước, tuổi lại cao. Nắm chắc quy thế, vị sư trưởng của ta trả lời rành rọt rằng trong quân giải phóng, cấp quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cao nhất cho đến già cũng chỉ là thượng sĩ, chỉ có được thêm phụ cấp mà thôi. Thế là bọn chúng đành phải chịu. Sau khi có được sự tin tưởng của bọn Việt Nam Cộng Hòa, ông đã móc nối được liên lạc với cơ sở của ta và đề nghị bên ngoài gửi vũ khí vào để anh em đánh chiếm trại giam, tự giải phóng mình. Còn về phía quân giải phóng, sau khi xác minh là ông Ba Trân đã bị địch bắt, nhưng chưa bị lộ là sư đoàn trưởng, lãnh đạo miền và cơ quan bảo vệ quyết định, cứ coi như ông đã hy sinh để đánh lạc hướng địch. Đơn vị đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu sư trưởng Trần Văn Trân, điện dạ bác, báo tử cho gia đình và gửi các di vật của liệt sĩ về cho thân nhân. Các thông tin này được cơ quan tình báo Mỹ Việt Nam Cộng Hòa hồi đó thâu nhận ngay. Đài báo ở Sài Gòn lúc bấy giờ đều đưa tin về việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hạ sát được một vị chỉ huy cao cấp của quân giải phóng. Như vậy, nhờ những kỹ năng và mưu trí đó của cả phía quân giải phóng và sư đoàn trưởng của ta, trong 3 năm bị bắt làm tù binh, hơn 1.000 ngày trong nhà tù của địch, ông Trần bị địch hết tra tấn, lại tìm mọi cách thử, nhưng chúng có nằm mơ cũng không phát hiện ra ông là cán bộ cấp cao. Đến ngày 12 tháng 3 năm 1973, sư trưởng Trần Văn Trân được địch trao trả tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Cởi bỏ quần áo tù, ông bơi một mạch sang bờ bắc sông Thạch Hãn, không qua trạm Liên Hợp. Tại đó, xe và cán bộ của quân khu 4 đã chờ sẵn. Anh em đưa ông về bộ tư lệnh B5. Lúc xe chạy vụt đi, bọn địch mới phát hiện được ông là cán bộ cao cấp. Chúng biết đã trao trả nhầm nhưng đã muộn. Giây phút đó, chúng nó cay hơn cả ớt mà không thể làm gì được. Anh em thân mến, khi đó sư đoàn trưởng Trần Văn Trân của ta thì vui vẻ, hân hoan, thoát khỏi gọng kim của địch, trở về đội ngũ, tiếp tục góp sức mình cho sự nghiệp giải phóng cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất, đại tá Trần Văn Trân đã được thăng quân hàm thiếu tướng và được bổ nhiệm làm phó tư lệnh quân đoàn 4, rồi viện phó Học viện Lục quân Đà Lạt, nơi đào tạo và bổ túc các tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng binh chủng hợp thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó ông tham gia nghĩa vụ quốc tế cho đến năm. Thay mặt ekip của kênh Hồi ức Thời chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau.